Sắp vào năm học mới rồi, bài vở nhiều quá, chán ghê đó. Các bạn trẻ đỡ chán quá. Đây là kẹo nổ của Minh Mộc đó. Trong này có 20 gói luôn. Sẽ là cho vào mồm. Nổi đúng là ngon rồi đó. Tỉnh táo, học bài buồn ngủ ăn một gói kẹo nổ là tỉnh ngủ ngay. Ăn một gói nữa. Nhưng mà chết, mẹ mình nói á, ăn kẹo là sâu răng. Đúng rồi, mà sâu răng thì đau lắm. Thôi bây giờ phải đánh răng thôi. Hôm nay mình đánh loại nào cho ta? Dâu cam, bạc hà. Thôi đánh vị bạc hà đi, cái này vừa mát mát the này. Dạ. Đang đánh răng mà Minh Mộc có gọi chi trời. Alo, tôi là đánh răng bà ơi. Tôi thích đánh răng cho sạch. Với lại hả, tôi mới ăn kẹo xong, mẹ tôi nói là ăn kẹo xong là phải đi đánh răng, không bị sâu răng. Thôi, thôi nha, đánh răng nha. Đánh răng à? Đánh răng sạch sẽ, không sợ sâu răng rồi. Ha. Nhưng mà vẫn chưa tập trung học bài được. Muốn cái gì mát mát. Chắc phải ăn kem quá. Hay ăn kem đi. Đây, kem đây. Chả ăn kẹo rồi, giờ ăn kem. Mau quá. Chưa, bút đăng quá. Mẹ mình nói là khi mà ăn kem bút răng là phải đi đánh răng cho hết bút răng, với không sâu răng nữa. Ăn xong đi đánh răng ngay. Yeah, nghe lời mẹ dặn, ăn kem xong phải đi đánh răng. Bây giờ mình sẽ đánh vị dâu đi. Đang định đánh răng rồi, Minh Mộc lại gọi nữa. Trời ơi, gọi hoài bà, tôi đang đánh răng này không thấy hả? Nó kêu hả? Nãy tôi ăn kẹo thì tôi đánh răng, bây giờ tôi ăn kem, tôi không phải đánh răng để khỏi bị bút răng. Bị bà chỉ đâu? Mà sao? Không biết bà chỉ sao? Không cho bà biết đâu. Rồi, bye bye nha, đánh răng tiếp đây. Kề lên lúa. Không biết là cái tên cả chớ này có cái bí mật gì, mình phải tìm hiểu được. Đây là phòng của tên cả chớ, chắc chắn là tên này đang làm cho cái gì trong cái phòng này. Mình phải mở ra xem mới được. Cả chớ đang làm gì á? Chết nó nổ quỷ chứ à? Nhưng mà tôi đã chết rồi, nó làm gì? Chị xin chào các em. Các em ơi, hồi nãy chị vừa mới phát hiện ra một cái bí mật của bạn cà chớn. Đó chính là đánh răng thật nhiều để sưu tập vỏ hộp kem đánh răng và làm thành một cái ngôi nhà.
chị không ngờ là cái bí mật của bạn ấy là như vậy. Nhưng mà hồi nãy chị phát hiện ra rằng bạn ấy xếp ngôi nhà không có đúng, cho nên là nó rất là dễ bị đổ xuống. Trước đây chị Cà Chua đã xếp ngôi nhà bằng lotion rồi, chị có một chút xíu kinh nghiệm. Vì vậy hôm nay chị quyết định sẽ giúp bạn Cà Chớn làm một cái ngôi nhà bằng vỏ hộp kim đánh răng. Ở đây bạn ấy đã sưu tập được 200 vỏ lận đó kia. Chắc hẳn là bạn ấy đã đánh răng rất là nhiều mới được 200 vỏ như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm ngôi nhà bằng vỏ hộp kim đánh răng nha. Và trước khi làm ngôi nhà này thì các em đừng quên bấm tặng cho chị Cà Chua một like. Và bạn nào mà thích đánh răng giống như bạn Cà Chớn thì cũng tặng cho chị Cà Chua một like luôn nha. Rồi bắt đầu thôi. Ta-da! Các em ơi, các em thấy gì đây không? Đây là những cái hộp cạc tông đó. Chị mượn ở dưới shop. Những cái này á, chị dùng để làm móng. Tại vì theo chị thấy là lúc mà xây nhà thì người ta cần xây cái móng thật là kiên cố đúng không? Nếu chị chỉ xếp bằng những hộp kem đánh răng PS như thế này thì chị sợ nó sẽ rất là dễ đổ. Cho nên là chị đã mượn những cái thùng cạc tông này để chị làm cái móng cho chắc chắn, cho kiên cố. Để lúc mà mình xây xong mình có thể ở trong này đi ra đi vô một cách dễ dàng hơn ha. Đây. Trước hết là chúng ta sẽ cố định những cái hộp này lại với nhau. Chị sẽ dùng cái súng bắn keo. Việc làm móng cho ngôi nhà đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đặt từng viên gạch lên đây để bắt đầu xây nhà nha. Chị sẽ dùng súng bắn keo cho một đường keo như thế này. Đó. Và dán lên đây. Tương tự, chúng ta cũng sẽ làm tiếp tục với những viên gạch tiếp theo. Sau khi xây lớp gạch đầu tiên cho ngôi nhà này thì chị Cà Chua muốn là ngôi nhà của chúng ta thêm hoành tráng hơn và kiên cố hơn. Vì vậy chị đã cho thêm một lớp móng như thế này nè các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xây những viên gạch cho đến khi nào mà cái ngôi nhà này cao mà có thể ngồi ở thoải mái trong này ha. Chị sẽ làm một cái hàng cao lên, sau đó sẽ gắn vào ngôi nhà. Chúng ta sẽ gắn lên đây. Chị sẽ dựng đứng. Để làm thành những cái song nhé. Và để làm cái thanh ngang như thế này thì chị sẽ sử dụng cái hộp kem đánh răng PS hương dâu và trái cây. Vậy là chị Cà Chua đã ghép những cái viên gạch này thành một cái ngôi nhà rồi. Các em thấy thế nào? Đẹp không? Cà Chớn, đẹp không Cà Chớn? Cái gì? Đây là nhà đấy hả? Đúng rồi, nhà. Ôi, hay rồi luôn. Ừ, đấy. Tôi thử đấy. Đó, ngồi thoải mái chưa? Nhưng mà nó kỳ kỳ sao á? Sao kỳ? Nhà gì mà hở quá vậy? Gió lùa vô cảm lạnh chết. Không, như vậy nó mới mát, đúng nó không? Nó không được, nó giống như là giống cái chuồng quá. Cái này là cái nhà, chuồng nó phải chuồng. Không, tôi không thích cái nhà như vậy đâu, bà tính sao đánh đi. Bình tĩnh, chưa xong, để tôi xử lý tiếp. Đi ra, để tôi xử lý tiếp. Khó tính quá. Giờ làm sao ta? Có cái rồi. Sau khi tên Cà Chớn nói là cái nhà này hở quá, gió lùa vào sẽ bị cảm lạnh, cho nên chị quyết định là chị sẽ dán ngôi nhà này lại cho nó kín hơn. Chị sẽ dán xung quanh bốn góc và dán làm cái mái luôn nhé. Đó, mình sẽ dán như thế này ha. Nó bớt hở hẳn luôn đúng không? Em ơi, chị Cà Chua đã làm xong cái ngôi nhà bằng những cái hộp kem đánh răng PS và còn cả chăn những cái giấy như thế này nữa. Không biết là bây giờ bạn Cà Chớn đã cảm thấy hài lòng về ngôi nhà này chưa ha? Rồi, bà đi ra đi. Sao? Thích không? Cũng được á. Nhưng mà tôi thấy nó sao sao á.
cháo đẹp vậy còn muốn gì nữa. Nó không như tôi nghĩ bà ơi. Không như ông tưởng tượng đúng không? Đúng rồi, nhưng mà tôi không biết cái nhà này đâu, tôi không biết đâu. Bây giờ tôi bắt đề bà trả lại hộp kem đang bé cho tôi đi. Tôi em gì đủ 200 hộp tôi trả ông. Không, tôi không biết, tôi không thích ngôi nhà như vậy. Tôi thích ngôi nhà nó kín hơn cơ. Kín hơn đó hả? Tôi không biết đâu rồi bây giờ. Tôi không biết bà không có hơn. Bây giờ bà phải thực hiện thử thách của tôi đi. Tên cà trớn không hài lòng vì cái ngôi nhà này cái mà. Đúng là làm ơn mất oán mà. Bây giờ còn bắt đền chị những hộp kem đánh răng PS này nữa. Mà còn bắt chị thực hiện thử thách nữa. Sợ quá. Không biết tên nó sẽ bắt chị thực hiện thử thách gì. Mà chị thấy ngôi nhà này cũng đẹp mà. Chị thích lắm á. Hồi nhỏ là hả? Chị rất là thích chơi trong những cái ngôi nhà như thế này. Theo các em thì tên cà trớn sẽ đặt ra cho chị cái thử thách gì? Các em nhớ để dạy như bình luận nha. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em. Hẹn gặp lại các em trong những video sau.